Hello, chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một tựa game mới. Đó là chúng ta sẽ hóa thân thành những siêu anh hùng mà chúng ta muốn. Ở đây có các nhân vật như đây là Son Goku, đây là Naruto phải không ta? Đây là Lulu, người cao su ta. Quên mất cái tên nữa rồi. Còn Pam là vua hải tặc. Bên này là Zoro hả ta? Hay gì không biết. Nhưng mình thích Son Goku. Tiếp tục. Còn các bạn thích nhân vật nào thì các bạn chọn nha. Đây, hôm nay game của chúng ta sẽ bắt đầu như thế nào đây? Hãy cùng mình khám phá. Đây, một trong những tựa game đó. À, đây là game chiến đấu. Nhân vật chúng ta sẽ chiến đấu. Đây là Neno, đào tạo ra những kẻ mạnh nhất của vũ trụ. Đây, đây ở đây chúng ta có hướng dẫn là cách di chuyển ở bên này nha. Di chuyển nhân vật, tới lui, tới lui. Bên này là nút đấm đá. Đấm đá. Đây. À, chúng ta, đây là chiêu một. Gọi là chiêu của nó. À, Coco thì có chiêu trưởng. Nó sẽ tốn năng lượng của chúng ta ở trên kia. Khi bây giờ không đủ năng lượng, hãy nút giữ để hồi lại năng lượng ơi. Nút bên này. Đây các bạn. Chúng ta sẽ giữ vào nó. Hồi năng lượng. Hồi khi nào full bình thôi. Ok. Rồi hồi chiêu xong. Bên này có chiêu thứ hai. Đấy. Cảm ơn Goku. Đấy các bạn thấy không? Cũng có vẻ là à trên đấy. Rồi chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Chiêu thứ ba này. Giữ năng lượng để tiếp tục. Khi kẻ địch áp sát và chuẩn bị tung đòn cho viện, hãy nhấn nút giữ đỡ đòn. À, ở đây có thủ, nút thủ nha. Sẽ tiêu năng lượng nha. Còn chiêu này là gì đây? Đây là dịch chuyển tức thời. À, dịch chuyển tức thời của Son Goku. Đấy các bạn đọc truyện thì các bạn biết Son Goku chiêu dịch chuyển tức thời mà. Còn đây là gì đây? Hình như quả cầu. Khi quả cầu Heli. Đó, có vẻ như chúng ta đã tìm được rồi. Ok. Chúng ta bắt đầu quấn nhá. Ôi trời, không muốn mình rồi. Hít 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 hít. Ôi trưởng nào. Ôi, mình rồi xong. Chạy vô. Chúng ta đã chiến thắng. Đây, ở đây chúng ta sẽ có không được 3 sao, mới 2 sao mà. Mới chơi thì không biết được. Thắng màn này kết thúc đội tự bằng kỹ năng Grid là tuyệt vời. Không tồi, bạn đã đánh 1% người trên thì nhớ 1% thôi. Còn lại nhiều lắm. Bây giờ chúng ta sẽ có rất nhiều nâng cấp ở đây. Vô thử nâng cấp xem có nâng cấp được gì mạnh không. Super Street Fighter. Chúng ta đã nhận được Sesuka Shippuden. Cái này trong truyện kia rồi mình không biết. Này là mình nâng cấp lên hả bốn qua hàng ngày. Đây chúng ta sẽ vô anh hùng của chúng ta, mở khóa nhân vật và nâng cấp họ. Đây mở khóa ra. Giờ anh đã mạnh lên mạo tấn công đó. Bây giờ thì nhân vật của bạn đã mạnh hơn và bạn cũng có nhiều nhân vật hơn rồi đó. Mấy ở đây có mấy người mà họ đã nâng cấp lên tới thành siêu Saiyan cấp 1, cấp 2 gì hết các bạn ạ. Thử mình nâng cấp thêm phát nữa nào. À, họ muốn thành công siêu. Cái này cũng sẽ nâng cấp thành Son Goku siêu Saiyan các kiểu. Đây. Rồi chúng ta sẽ chơi nha nào. Vô kêu coi. Chơi cốt truyện nhá. Thì ở đây mình tập luyện hóa thì mình sẽ chơi theo cốt truyện đi. Đây. Màn tiếp theo. Thẳng trên 70 tấn công chúng đối thủ trước. À, vô được cốt trước thôi. Ok, bắt đầu. Đấy, ai đọc truyện thì chúng ta sẽ biết. Son Goku à Luffy. Bên kia là Luffy. Đấy. Ôi kìa. Ôi chào ơi. Gì vậy? Thằng này như Luffy này nó đang yếu hay sao? Đánh nhanh. Tiếp theo. Ok hôm. Đây bây giờ chúng ta sẽ chỉnh tạo vị Naruto. Đấy nhân vật Naruto đấy. Quýt nó. 11 hit combo. Ôi chào. Kìa. Chúng ta lại chiến thắng. Đây, mới cấp đầu thì chúng ta sẽ chiến thắng rất chi là dễ nhá. Thì thường thường mở đầu vào thì tiếp theo. Đối thủ tiếp theo của chúng ta là sẽ gì đây? Uchiha Shigami gì tinh nhật gì đây? À, thua Son Goku của ta hết. Nó có chiêu kìa. Nó đang đánh mình hay mình đánh nó đây? Nó bay được các bạn ạ. Mình nhận nút lên nó bay được các bạn ạ. Chết rồi. Chúng ta có thể bay nhờ nhận nút thử lên. Nãy giờ cứ tưởng quan lại các bạn ạ. Ai ngờ. Ok. Đối thủ tiếp theo của chúng ta cũng là Son Goku. Ok. Yo. 19 hit. Combo rất là nhanh gọn lẹ. Hình như game này dễ quá hay sao. Để chúng ta sẽ thử qua bên kia coi. Giờ chúng ta sẽ nâng cấp của nhân vật chúng ta. Cộng hay là cộng cái gì đây? Kỹ năng. Thông tin. Túi thẻ. À này, chúng ta có thể siêu cầm thẻ để lên cái mở khóa nhân vật hả ta?
đã sở hữu. Ồ, bởi đó mà chúng ta đã sở hữu rất nhiều nhân vật đây nha các bạn. Đấy. Hình như cái chơi thẳng mà một màn nào là chúng ta sẽ được nhân vật màn đó. Ở đây gồm có các chiến binh Kumet, chiến binh Manga, chiến binh Rồng. Đấy. Chiến binh One Put, One Pon gì đó. Không biết. Đó, ok. Chúng ta sẽ tiếp tục. Ồ, mình hình như lên tóc vàng rồi à. Chúng ta sẽ thử chơi game cốt truyện. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua đối đầu đi. Phần thưởng là 200. Ok. Sẽ chiến đấu với đây là chọn man. Ok, chọn nơi địa điểm thi đấu. Ô, cũng là Sugoku. Xem cả bên máy thì ai hơn nha. Chúng ta sẽ liên hoàn. Nó vẫn mình. Đây các bạn thấy không? Chuyển á. Lùi nè. Tiếp thêm năng lượng này. Trưởng Kami, Kami Yahoo. Ôi, nó lại chỗ ác quá chứ. Không phải dễ đâu các bạn ạ. Đây này. Chết. Chết rồi. Rồi, nó đang luyện. Nó đánh mình. Rồi, xong. Không được các bạn. Đã thua. Chúng ta đây có nhận vàng miễn phí đây. Nhưng mà phải xem quảng cáo. Đây có nhiệm vụ. Thử thách sức mạnh 3 lần. Đây có sự kiện. Nói chung là game này cũng có rất nhiều chức năng mà chúng ta khám phá nhé. Đây đột kích chùm hàng ngày đây. Nhận 10.000 vàng. Thử coi nào. Chúng ta Sunoku. Đấy tại vì mình thích Sunoku. Cho nên là mình cứ phải chơi nó thôi. Đây chụp của nó là Luffy hả? Thận thận nha các bạn, lại thua rồi đấy. Đấy, ôi trời, nó cũng mình ghê đấy. Lên, hồi năng lượng đi. Ôi trời, nó có chiêu gì đây? Ôi, nó có chiêu gì mạnh ghê các bạn ạ. Mình không đủ chiêu để chạy nó luôn, nó gì đáng khóc á. Thua rồi các bạn ạ. Trò này cũng khó đấy, chứ không phải dễ đâu. Khi gặp con boss này nó mạnh quá mà. Rồi, ok, chúng ta sẽ phải nâng cấp nhân vật của chúng ta để mạnh thêm thôi. Không, cảm ơn. Rồi, chúng ta đâu rồi, nhân vật của chúng ta đâu. Đây sẽ đủ anh hùng của chúng ta, nâng cấp đây. Đây, chúng ta sẽ có kỹ năng nâng thêm. Đấy, E, D, C đây. Đây là cái cột mốc của chúng ta nhé. Chúng ta đang ở E, sẽ nâng cấp lên dần. Khi nào lên thành Super Spy Limit gì đây này. Gọi là trong truyện ấy, gọi là cái gì bản năng vô cực ấy. Bả đấy, nhưng mà không biết có cài được cái đó hay không. Đây, chúng ta đã có 2 kill. Hình như phải có thẻ nó mới đổi nhân vật được hay sao. Cho anh nâng cấp thôi, ok. Giờ chúng ta sẽ đi chiến đấu tiếp. Đây, bật mod như đây. PVP mod là gì đây? À cái này giống như là đấu ranh hả? Thử thách sức mạnh. Tham gia thử thách. Để chơi, chọn nhân vật đi. Nhưng mà xem cái thử thách này nó như thế nào. Vegeta vật cái đích. À cái này có màn hả? Chọn năng lực. Tăng HP. Hồi máu. Hồi năng lượng. Hồi máu tối đa. Chọn cái này thôi. Bạn có muốn nhận thêm thôi. Khỏi đi. Cứ thế. Các bạn nhìn màn 1 là dễ. Chúng ta sẽ tiếp tục. Màn 2 sẽ là thanh niên Sugoku. Ôi thanh niên ở đâu vô đâu chơi chiếu gì vậy? Chơi quả cầu Heli hả? Chưa kịp chơi đã bị chúng ta quánh. Đây đã xong màn. Tiếp tục màn 3. Thanh niên ở đây. Naruto. Chọn năng lực. Chọn năng lực. Chọn năng. Hôm nay chúng ta làm combo gì bao nhiêu hit ghê à? Đây, thật sự mạnh. Nói chung là mở đầu mấy cái con boss đầu này chúng ta sẽ rất chi là dễ nhé. Cho nên chúng ta hãy luyện đi, luyện đánh sao cho dễ đi. Chứ chỉ ngờ gặp lại con mạnh là khó chơi lắm. Đây, hồi năng lượng ơi. Anh kia nó cũng đang hồi năng lượng kìa. Luffy này nó có cái chiêu gì à? Hồi năng lượng nó có chiêu gì ta? Chúng pháo vậy. Đây, các bạn thường thường hay đọc truyện thì các bạn sẽ biết được những nhân vật là những nhân vật nào. Còn mình đây thì thực sự rất khi là ít khi đọc truyện.
Ôi chà, nó chạy mình rồi. Thì đọc được vài bộ truyện ngày xưa như Bảy Viên Ngọc Rồng và Vua Hải Tặc thì đọc sơ sơ thôi chứ cũng không có đọc được nhiều mấy. Chủ yếu là đọc đá bóng. Đừng gần điểm không thành, chứ ít khi nào mà đọc được mấy game này lắm. Cho nên mấy cái nhân vật như kiểu ở bên Naturo rồi mình không có rành mấy. Biết được mấy cái tên nhân vật đâu thôi. Đây, ở đây thì mình biết đây là Zoro. Anh chàng tóc xanh này, trong con tàu ấy. Đúng không các bạn? Anh chàng này biệt danh là Ba Kiếm. Còn Son Goku của mình thì mình... Ôi trời, chết rồi. Bài lên thôi. Đấy. Chết nó, kêu nó, chết to. Không hồi máu. Đây, nếu các bạn muốn hồi sinh thì sẽ tốn 10.000 đồng nhé. Còn mình thì kiếm giải trí cho nên là không. Rồi, chúng ta đã thua. Zoro 5 mình hành chính. Ok, chúng ta cũng có rất nhiều nhân vật như ở Superman này thưa các bạn. Mình sẽ tìm hiểu bên túi linh hồn. Túi linh hồn này gồm cái gì đây? Cửa hàng linh hồn. Linh hồn này làm gì đây không biết nữa. Chắc phải tìm hiểu thêm. À, này nó ghép làm gì ạ? Túi thẻ. Đây chúng ta chỉ có một cái thẻ là đã sở hữu cái nào. Thẻ đây là thẻ nhân vật. Sắp xếp theo được cấp. Cấp là chúng ta có Son Goku là cấp mạnh nhất rồi. Tại vì chơi một Son Goku mà. Đây chúng ta sẽ nâng cấp nó đi. Tiến hóa. À, cái túi linh hồn của chúng ta sẽ để tiến hóa thành siêu Saiyan nha các bạn. Đây coi túi linh hồn đây. À, chúng ta sẽ cần bao nhiêu linh hồn á, chúng ta sẽ gom. À, cũng mệt đấy. Rồi. Thôi nói chung hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu được là những thế này thôi nha các bạn. Đây, mở khoảng 5 nhân vật chúng ta sẽ tìm thưởng. Đây. Ok, còn những bạn nào mà muốn trải nghiệm game này thì chúng ta hãy tải game về nhé. Game có cái tên là Skit Fighting. Đúng không ta? Lại quên tên game luôn rồi. Để tí nữa chúng ta sẽ tên game ở dưới video nhé. Ok, còn bây giờ các bạn nhớ thực hiện cho mình một like, share và đăng ký kênh nhé. Để ủng hộ kênh của mình thêm nhiều video game mới. Ok, chào tạm biệt các bạn.